Bây giờ bé nào các con muốn làm người con hiếu với cha mẹ đâu, đưa tay coi. Hiếu với cha mẹ, đưa tay lên. Đó, thấy chưa? Rồi bé nào mà các con muốn trở thành một con người nói thật thà, không tham lam của người ta đâu, đưa tay anh coi. Rồi các con để tay xuống đi. Thấy không? Những cái câu hỏi này đó là cái đáp án là các con đó. Câu hỏi như Đức hỏi nhưng đáp án là các con chọn đi. Muốn hay không muốn? Thì giống như bây giờ những pho tượng này tự nhiên đẹp như vậy là do người ta muốn làm ra, mà cố gắng trong vòng chưa được một tuần mà hình thành từ chánh điện trên, từ chánh điện dưới, rồi từ bàn tổ, rồi luôn cái chánh điện cũ cũng làm ra luôn. Vậy là do tâm của người quyết tâm làm ra, nhiệt tình hết mình làm ra mà được như vậy. Thì từ cái điều tâm thiện đó mà để cho mọi người nhìn, để vui, để hoan hỷ thôi, thì vô hình chung phước duyên tự đến với mình. Nhớ nghe, cái phước duyên khi mình làm một việc thiện, việc tốt nghe các con, là người ta được lợi ích là tự nó sẽ đến với các con điều đó tốt. 100% luôn, nó sẽ đến với các con tốt. Bây giờ trước nhất nghe, mấy anh mấy chị làm tượng Phật nè, đang ngồi đây nè, mấy ngày nay trong lòng của họ vui. Họ vui vô cùng, vui luôn. Đó, còn cái gì nữa, xa lạ đâu nữa mà không hiểu. Trả lại liền rồi còn cái gì nữa. Nhưng nếu mà mấy ngày nay mà anh chị lại đây mà đập tượng Phật, đi vô chùa để canh canh để đập tượng Phật, vậy thì bây giờ là anh chị ngồi mà trong lòng nó chậu là trời, tôi sợ quá trời sợ. Mấy ông thầy ông bắt được chết. Thấy chưa? Là nó trả lại mình cái quả báo là mình đắp tượng Phật, bây giờ mình sợ sệt. Nhưng bây giờ các anh chị muốn đi đến đây để làm tượng Phật làm sao cho đẹp. Tượng Phật lót vàng đẹp, mọi người ai nhìn cũng hoan hỷ. Khi vừa tượng Phật xong tự nhiên nhìn vui, mà trong lòng của mình tự nhiên rơi nước mắt, mà gọi là cảm động vui sướng khi mình làm được những pho tượng đẹp cho người nhìn. Đặc biệt không? Đó. Nên hạnh phúc của người con lớn nhất trong cuộc đời này, niềm vui lớn nhất của người con là gì? Được cơ hội hiếu với cha mẹ. Và sự bất an nhất của một người con đến với cha mẹ bằng cái tâm bất hiếu là sự bất an lớn nhất của đời mình luôn. Những Đức nói 100% tất cả những người con bất hiếu với cha mẹ, tự nhiên mình sẽ không được vui vẻ, thoải mái. Một người con hiếu với cha mẹ, dù mình nghèo, sơ nghèo, sát, nhưng mà mình luôn luôn vui vì mình có cơ hội đã từng hiếu với cha mẹ. 100%. Bây giờ mình hỏi lại, bây giờ cha mẹ tôi rất là hư, cha mẹ tôi rất là tệ, như vậy tôi phải làm sao? Hiểu là cha mẹ là cha mẹ, không có nói hai chữ khác nữa. Đã là cha mẹ thì là cha mẹ, đã là đỉnh cao thì là đỉnh cao. Chúng ta chỉ có mang tâm hiếu. Nếu như bây giờ mình không hiếu, một ngày nào mình cũng hư, nhưng vậy không lẽ con mình nó chửi mình? Bây giờ mình hiếu với cha mẹ, dù cha mẹ mình không được tốt, mình vẫn hiếu. Như vậy thì một ngày nào mình không được tốt, con mình vẫn hiếu với mình, đúng không? Đó, nhân quả mà. Nên các con đừng có giờ lựa cha mẹ mình là tốt, dễ thương mình mới hiếu, mà cha mẹ mình không tốt mình cũng hiếu. Nó cái tâm hiếu là phải như vậy đó. Nó phải nhớ đó nghe. Nó nên mỗi một cháu nghe gì nó bị ấn tượng. Nó có nhiều cháu nhỏ nhỏ mới đến chùa, các cháu nó vui quý vị. Rất là vui, nít mà. Trời ơi, được đến chùa mà tung tăng chơi vui được. Có bé nhỏ này dễ thương ghê luôn á. Lỡ nói nhận Đức nè, thầy ơi, con đến chùa con thấy trái xài con thèm quá thèm. Mà con không dám bẻ. Trời ơi, nghe con dễ thương ghê. Con thèm quá thèm mà con không dám bẻ. Nó không có nói nó xin cái gì hết trơn quý vị. Sao mà nó khôn dữ vậy trời. Nếu mình là một người lớn mà mình nói câu gì cũng dễ thương ghê. Thầy,
Con thấy xè thầy con thèm quá, thèm luôn mà con không dám bẻ. Không lẽ mà những đức vô tình đến cái mức mà những đức nói thôi vậy đừng có bẻ, để thử. Thầy thì số kỳ cục ghê. Cỡ nào thì cỡ, những đức cũng nói một câu là thôi bẻ đi. Đúng không? Chứ ai mà vô tình đến mức mà người ta nói câu vậy rồi mình nói thôi đừng có bẻ, mình đi. Thầy nó mới kỳ cục cái chợ. Đúng không? Mà đứa bé nó khôn ghê, con thèm ghê mà con không dám bẻ thầy. Những đức hỏi vì sao con không dám bẻ? Vì con nghe thầy dạy chưa hỏi mà bẻ là ăn cắp, thấy chưa? Thấy không? Đó. Con người ta được dạy đó, thấy chưa? Con không hỏi mà con bẻ là mang tội ăn cắp. Mà thầy nói ăn cắp là nghèo. Đó, quý vị thấy chưa? Quý vị đừng có nói con nít nó ngồi mà nó không chú tâm, nó nghe hết trơn. Chứ lỗ tai nó để làm gì? Nó nghe. Nhưng mà vì người ta chưa có chú tâm gì mấy, người ta chạy nhảy, người ta giỡn nhưng mà nghe. Mà vẫn có từ trường thích. Quý vị làm sao mà tập con quý vị mà mỗi tuần thứ bảy nó đều thích đi đến đây là nó có phước liền. À, nó thích đến ngôi Tam Bảo là có phước liền. Tập cho các cháu, nhưng mà các cháu đi đến đây các cháu thích mà. Rồi một tháng chờ là bữa nay là tuần đầu lại đúng không? Tuần trước là mình sinh hoạt phải không? Các con coi sinh hoạt chúng phải không? Bỏ lên mạng bữa nay ta coi mười mấy ngàn người, các con gương mặt trên đó mười mấy ngàn người thấy mình đó. Không? Bấm vô cái bài đó cái là tự nhiên vô có một bài nhạc quay các con đó, quay mấy cô mình nhảy dây đồ cho mấy bả chẻm lon đồ ồ oh. Không mấy cô mà vô chùa mới có cơ hội này đặc biệt ghê. Nên tại sao mà các cô vô chùa mình mà càng ngày càng trẻ, vì vô đây mấy cô mới hưởng được cái cuộc sống nhân sinh tự nhiên lại. Không, tại sao mà mình đi nói mình già? Không, tối ngày cứ nói mình già hoài, nó già thiệt. Nên từ nó đừng có nói mình già, mình nên sống hoạt bát, mình nên sống vui, mình nên sống cho nó đặc biệt trong cái cuộc đời này. Như hồi trưa những đức chia sẻ Phật pháp ở bên chùa mới, những đức nói một câu nè: cuộc đời con người chúng ta tuyệt đối đừng dùng hai chữ bế tắc. Không có. Một cái sợi dây nó rối thì nó cũng phải có đường để nó rối. Như vậy nó rối rồi thì nó cũng sẽ có đường để ra. Mà cái nguyên lý của nó không có bế tắc. Nhưng mà do chúng ta đặt vấn đề là bế tắc thì là bế tắc. Nhớ nè. Chồng mình bỏ mình nói mình còn bế tắc rồi thầy ơi. Con thiệt là hụt hẳn. Thì là bế tắc. Chồng mình bỏ mình vẫn không bế tắc. Tại vì sao? Bây giờ hai người mà còn không thành đạt, mà bây giờ một người bỏ đi rồi mình còn bế tắc nữa, như vậy là mình tiêu luôn. Nên mình phải đứng lên, mình phải sống cho thật tốt. Chồng bỏ cũng sống tốt, mà chồng thương cũng sống tốt. Con hiếu cũng sống tốt, mà con bất hiếu cũng sống tốt. Vì trách nhiệm mình làm cha làm mẹ, sanh con dạy con nuôi con đã hết trách nhiệm rồi, hiếu cũng được không hiếu cũng được, ta phải sống cho tốt. Cả đời mình làm lụng cực khổ kiếm tiền để dành tiền lại, để lại cho con, gỡ cho con cầm giùm để con nuôi ta, rồi cuối cùng nó lại nuôi vợ nuôi con nó, nuôi chồng nuôi con nó không nuôi mình. Mình nói tôi bế tắc rồi trời ơi. Không có bế tắc, làm gì bế tắc. Bây giờ nó đều không nuôi mình, không lẽ mình chết sao sợ. Hiểu chưa? Nên bây giờ chúng ta biết chùa là chúng ta không có bế tắc. Chúng ta tiếp nhận giáo dục là không bế tắc. Hiểu chưa? Bây giờ thí dụ như một cái chú này bị vợ bỏ, vợ đá ổng văng ra khỏi nhà. Chú này chỉ cần biết chùa mình thôi thì chú đến đây, những đức sẽ dùng chú, sẽ đưa chú vô một công việc đặc biệt ở trong chùa. Đó là mỗi ngày chú đi rửa nhà vệ sinh. Ngày xưa mà Hòa Thượng Tịnh Không, ngày mở một cái đạo tràng bên Úc Châu quý vị. Có cái ông mà, cái ông này là tỷ phú, mà ngày nào buổi sáng sớm ông cũng đến đó để rửa nhà vệ sinh. Bằng một cách âm thầm ông đi rửa nhà vệ sinh, rồi ông đi hốt rác, ông đi quét rác xung quanh chùa. Mà ông nói Hòa Thượng Tịnh Không, con vui sướng vô cùng. Ở công ty con không có cơ hội được làm việc này. Nên bây giờ con đi làm việc này, con mới hiểu được cái cảm giác của người làm việc này, thì con mới thương họ được. Nghe không?
Nên những đức nói rằng là một con người chúng ta mà được làm những việc hạ cấp nhất mà chúng ta lại cảm thấy vui. Vì sao? Việc hạ cấp mà lại không ai dành. Không ai dành. Thí dụ như cái việc giữ tiền là có nhiều người dòm ngó, dành cái ngành đó. Nhưng mà cái ngành mà đi rửa nhà vệ sinh không ai muốn dành. Vậy thì mình mới là số 1, vì không ai dành. Thấy chưa? Thấy không? Thí dụ như làm chủ trì chùa vẫn có người muốn dành. Nhưng nếu làm việc hốt rác thì không ai dành. Dành đưa luôn. Nên xả rất là khỏe. Thấy chưa? Nên cái cuộc đời con người chỉ có 3 buổi cơm thôi à. Nó đặt vấn đề chi để nặng dữ để mà mình không có niềm vui. Cả đời con người cứ lo cho ngày mai không có cơm ăn, mà ngày hôm nay thì tích trữ. Rồi cứ lo sự không có của ngày mai, mà ngày nay là luôn luôn thiếu thốn. Đã là ngày nay là ngày thiếu thốn thì đừng có mong ngày nào dư dả. Nên có những con người, người ta có tiền mà cả đời người ta là kẻ thiếu thốn. Vì sao? Vì lo mãi cho cái ngày mai. Lo mãi cho cái ngày mai, ghê chưa? Nên chúng ta bây giờ đừng có đặt vấn đề đó nặng nề chi nữa. Chúng ta hãy sống những ngày tháng đặc biệt đi quý vị. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Có cái cô kia, cô nói, thầy ơi, chồng con mắt con bế tắc lắm thầy, con buồn ghê luôn. Bây giờ con phải làm sao thầy? Vậy Đức nói, cổ cô chết đi. Cổ nói, trời ơi, không chết được. Thì những đức nói lại là cô không chết được thì cô nên sống cho tốt. Lúc mà chồng cô còn sống, chồng cô có thương cô nhiều không? Cô nói ảnh thương con lắm thầy ơi. Vậy thì chồng cô rất mong muốn cô vui và hạnh phúc đúng không? Dạ đúng. Vậy thì bây giờ ổng chết rồi, cô nên làm cái gì để gỡ cho ổng? Thì cô nói làm cái gì thầy? Thì những đức nói rằng cô phải sống cho thật tốt, đừng bước thêm bước nữa. Niệm Phật, biết tu, hướng về cực lạc. Đó là cô gỡ đến cho ổng đẹp nhất. Thấy chưa? Hiểu không? Chứ đừng có khóc mà nửa năm, một năm sau tự nhiên lại chấp nối. Vậy thì nước mắt đó có nghĩa lý gì? Hiểu chưa? Nên chúng ta bây giờ nghe đạo, mấy cô đây cũng có nhiều cô chồng bỏ chồng chê hoặc là bỏ chồng. Thí dụ đi, chồng bỏ chồng chê hoặc là bỏ chồng. Nhưng mà ai bỏ cũng được. Nhưng khi người ta hỏi mình là chị ơi, chị bỏ chồng hay chồng chị bỏ chị? Mình đều trả lời cái câu này là chồng tôi bỏ tôi. Hiểu chưa? Chứ đừng có nói tôi bỏ chồng. Nếu một người đàn ông mà hỏi câu đó đó nghe, là họ sẽ sáp lá cà. Vì mình bỏ chồng thì mình hết thương chồng. Mình hết thương chồng mình thì mình sẽ có đối thủ mới. Còn bây giờ mình nói chồng mình bỏ mình, chứ tôi thì không có bỏ chồng. Nó, thấy không? Tuyệt đối không có bỏ chồng, mà chồng tôi bỏ tôi thì thôi. Nên từ nơi đó, cả đời sống như vậy, dù là 2-3 đứa con, ha, nhưng cố gắng nuôi đi. Cỡ nào cũng nuôi con đàng hoàng, cho con ăn học đàng hoàng đi. Sau này con mình nó lớn lên, con mình nó hãnh diện khi có một người mẹ, một người cha. Mà khi xa mẹ hoặc là xa cha mà họ vẫn duy trì được như vậy, không có bước thêm bước nữa. Những đức nói 100% tất cả người con đều cảm thấy hạnh phúc nhất, an ủi nhất trong cuộc đời mình là cha mẹ mình gãy gánh nhưng mẹ mình luôn luôn duy trì được, không bước thêm bước nữa. Nên cái xã hội này bây giờ là cái xã hội ly dị. Gặp cũng đẹp đẹp, cũng dễ thương mà sao cũng ly dị. Chứ đâu phải xấu không đâu. Đâu phải xấu mới ly dị đâu, mà đẹp cũng ly dị nữa. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà chúng ta phải làm sao có một phương hướng tư tưởng cho nó mạnh.
Chứ nếu không nó ghép tùm lum, nó đắp tùm lum, phiền phức. Mà nó càng đắp thì nó càng tệ. Giống như mà chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chánh con rùa gặp con nai, nó tầm bậy tầm bạ không mà. Nên từ nơi đó thôi, bây giờ đã lỡ dở rồi, thôi mình cứ duy trì mình sống cho tốt đi, đừng có bước thêm bước nữa nghe mấy bà. Nên ở cái gì mà nuôi con đàng hoàng, nó ở gì nuôi con đàng hoàng. Mỗi năm Tết nhất mà mình còn dẫn con mình đi về thăm bên nội, để cho nó biết cái nguồn cội. Mình về là bên nội chồng mình nó gặp mình thỏ thẻ, nó thôi khỏi thỏ, khỏi thẻ nữa anh. Anh đừng có nghĩ là tôi về đây là tôi nghĩ tới anh, tôi muốn ghép lại, không có đâu nghe. Nhưng mà tôi hiểu gì đạo đức nhân cách làm người, nên tôi dẫn con về thăm bên nội vì nó có nguồn cội anh à. Dù tôi với anh cái gì nhưng mà con mình là con mình, rồi bên nội vẫn là bên nội, bên ngoại vẫn là bên nội, với bên ngoại vẫn là bên ngoại, nhưng mà nó lộn. Chứ mình mà không nghe giáo dục á nghe, khi hai vợ chồng xa nhau cái mình nói với con mình gì là mình sai nè, tầm bậy nè. Mình nói á, con biết không, cha của con á tệ lắm. Từ khi mà mẹ sống với cha con là cha con hoàn toàn tệ với lắm. Rồi bên nội con cũng không biết điều biết chuyện gì đâu con à. Mình nói như vậy là mình đang gieo vào tâm con mình một cái điều ác, đá đổ cái nguồn gốc của con mình, thấy chưa? Ác không? Dù cho cha nó làm sao, bên nội nó làm sao, nhưng vẫn là nguồn cội, đừng có đá đổ gì. Hoặc mình là đàn ông mà vợ mình với mình xa nhau, mình đàn ông mình nói mẹ của con tệ lắm, cha là được lắm nhưng mà mẹ con tệ lắm, cha mới bỏ đó. Thì cái đứa bé này nó nói rằng mẹ mình là một người tệ, mẹ mình đã tệ rồi thì mình cũng tệ luôn, thấy chưa? Học theo mẹ mình luôn. Cha mình nói mẹ mình tệ, mình cũng học theo mẹ mình luôn. Bên ngoại của con không biết điều biết chuyện gì đâu. Thôi vì bên ngoại mình khỏi cần tới luôn, không biết điều biết chuyện gì. Cha mình đã nói vậy rồi, đến đây làm gì? Có nghĩa là đánh mất đi cái nguồn cội của con mình. Mà nguồn cội đã mất rồi thì làm sao mà con người có thể tốt được quý vị? Không, những điều này á nghe, tại như Đức nhìn trong đây con nít thì ít mà cha mẹ ông bà thì nhiều. Những điều này mình nên đưa ra tư tưởng quý vị à. Nhiều lắm bị cái tình trạng này lạ kỳ. Nó hoặc là tức con lên mà tự nhiên chữ con mà chữ cái mặt mày giống thằng cha mày quá. Chữ vô duyên ghê. Chứ nó không giống thằng cha, nó không thấy giống thằng Đức. Hả? Không lẽ đi về chùa viết rồi giống những Đức chứ nó quýnh mà le lử. Hiểu chưa? Thì nó giống cha nó chứ nó giống ai. Nói đúng quá. Nhưng mà cái câu nói nó sốc. Không phải là nói ô con dễ thương ghê, giống cha con ghê ha. Không phải nói như vậy mà nói bằng cái câu mà khó chịu. Cái mặt mày giống thằng cha mày mà. Khác nghe. Khác hoàn toàn, cũng một cái câu đó mà nói lại. Ô con, mặt con giống cha con dễ thương ghê. Nghe không? Khác hoàn toàn đúng không? Đó, nên hoặc là chồng mà nói cái mặt mày giống mẹ mày ghê, nói câu đó nó nặng chưa. Nhưng mà nói mặt con giống hệt mẹ con à, mẹ con dễ thương, con cũng dễ thương. Khác hoàn toàn, thấy không? Một cái lời nói mà nó điều chỉnh nhẹ là cái là đặc biệt. Nên những điều như Đức chia sẻ đây phải là nó áp dụng trong cuộc sống quý vị. Mà quý vị có khi có dính á, chứ không phải không có dính đâu nghe. Có dính. Bà nào có dính đưa tay thử coi. Một số bà không dám đưa tay, nó thiệt luôn. Hiểu không? Nó nên á, từ nơi đó nó có dính. Rồi tự nhắc nhở mình đi, phải đây là nền giáo dục thiện không? Nên chùa mình á, mỗi tuần thứ bảy cái học tập xong á, đều có những người mà trong tuần này sinh nhật của họ, tổ chức luôn cái này. Đơn giản quá, tặng món quà, nói về tư tưởng chút xíu. Những Đức nói rằng cái câu này từng nào những Đức nói là đa phần con người bây giờ sinh nhật là cái gì? Đòi quà, nhậu, ăn uống, đúng không? Đa phần luôn. Mà trong khi cái ngày này là mẹ mình bà đẻ, bà gặn muốn le lử luôn. Cái ngày sinh nhật mình là phải là ngày mẹ mình gặn không? Bây giờ chúng ta bây giờ các con về hỏi mẹ các con á, ngày sinh nhật các con á, nói mẹ,
Con nghe thầy nói á, cái ngày này mà năm con sinh ra mẹ gặn dữ lắm, mẹ đau lắm đúng không mẹ? Thì mẹ con nói trời ơi đau lắm con ơi, đau muốn gần chết luôn, mà có khi còn bị mổ nữa con ơi con, thấy không? Con hỏi con, các con hỏi ba các con, là lúc mà mẹ trong phòng sinh mà gặn đẻ rồi ba ở đâu? Ba các con nói ba muốn vô lắm nhưng mà bác sĩ không cho, ba đứng ở ngoài phòng đẻ mà ba đi tới đi lui hút bao nhiêu điếu thuốc như con gà mắc đẻ vậy con ơi, hiểu không? Đó, ngày mẹ thì gặn đẻ khó khăn, ngày cha thì vô cùng lo âu khi mình được chưa sinh ra đời. Nó mấy ông mà có cái hoàn cảnh đó, mấy ông gật đầu đúng không? Đúng thấy chưa? Hiểu không? Thì sao? Như vậy mà ngày nay là ngày mình rủ bạn mình để tổ chức sinh nhật. Ngày nay mà rủ bạn tổ chức sinh nhật. Đúng ra ngày này là cái ngày mà báo ơn, là nhớ ơn, là ngày mẹ mình sinh mình, mà trong kinh Du Lan Phật nói là thập tử nhất sanh. Vậy mà ngày nay mình tổ chức sinh nhật ăn nhậu đòi quà của cha mẹ, không có một tư tưởng cảm ơn. Mà người làm cha là mẹ vẫn thương con và nói rằng sinh nhật năm nay mẹ cha sẽ tổ chức sinh nhật cho con rất lớn, mua bánh kem bự, mua quà. Thấy không? Mình đẩy con mình vào cái điều sai mà không có lối thoát. Nên chùa mình tổ chức sinh nhật để nói lên tư tưởng rằng là như thế nào? Ngày nay là ngày sinh nhật, là ngày chúng ta phải niệm thêm câu Phật hiệu, ngày nghĩ một điều thiện, sắp sửa tới sinh nhật của mình để dành tiền mua một cái bánh kem bé bọc. Mình đâu có tiền nhiều đâu mà mua bánh bự, mua một cái bánh kem nhỏ, không có phải là mời bạn bè, cái đó là ở xa rồi. Ngày nay là ngày dành riêng cho cha mẹ và gia đình của mình các cái bánh kem bé bỏng này ra, dù là một cái bánh kem nó không ngon, nhưng mà từ cái tâm của một người con dâng lên cho cha mẹ của mình cảm ơn. Ngày nay mẹ sinh con cực khổ, đẻ con mà mẹ sắp chết, con nhớ đến ngày nay là ngày con được sinh ra đời, mỗi năm con đều tưởng nhớ ngày nay để cảm ơn mẹ. Con dâng lên cái bánh kem này cho mẹ, cho cha, cho gia đình để cùng ngồi bên nhau, quay quần ngồi bên nhau để dùng bánh kem ngày sinh nhật của con. Ý nghĩa quá, ý nghĩa vô cùng. Con mình có phước, có nguồn cội, sau này con của nó sẽ đối xử với nó y ren mà nó đối xử với mình luôn. Y ren không có khác chút nào. Con người chúng ta mà nó hơn loài cầm thú vậy, ngay cái đúng là mình được tiếp nhận giáo dục thôi. Chứ nếu như con người mình mà không được tiếp nhận giáo dục, mình sẽ ác hơn con hổ, con cọp. Con hổ, con cọp nó có thể giật một con người nó ăn thịt, nhưng nó chỉ ăn thịt một con người, nó không có cái thủ đoạn gì nhiều thêm nữa. Nhưng mà con người mình nếu mà không tiếp nhận được giáo dục nhân quả, giáo dục nhân cách làm người, giáo dục đạo đức, thì cái ý nghĩ của con người mình nó kinh thiên động địa lắm. Một ý nghĩ nó có thể giết hàng loạt con người hết. Mình thí dụ như bây giờ, có những người người ta có thể nghĩ ra một cái bom nguyên tử để làm chi? Phải giết người không? Nếu như không có một người mà nghĩ ra cái loại này, như vậy thì cái sức hủy diệt nó đâu có đến nỗi quá chết nhiều con người gì. Đó. Còn nếu như bây giờ như những đức mà nếu mà nghe được giáo dục nhân quả, chắc chắn những đức sẽ không bao giờ chế tạo ra cái bom nguyên tử. Không dạ? Tại vì tạo ra một cái vũ khí ti mình nói rằng là giết địch, nhưng mà là giết người, mình không dám. Hiểu quý vị? Nên những đức nói rằng con người nếu mà không được nghe về nền giáo dục nhân quả, giáo dục nhân cách làm người, thì con người cực kỳ ác, ác hơn là con hổ, con cọp. Chúng ta gặp con cọp, con hổ, chúng ta gặp nữa là chúng ta có cách để tránh, kiếm cách để tránh. Nhưng khi chúng ta gặp một con người ác mà họ ở bên ngoài thiện thì quý vị không có cách tránh được luôn. Bây giờ mình coi lịch sử đó, mình thấy cũng là có những con người mà ở bên ngoài hiền mà tâm ác, họ có thể giết mình mà mình lúc gần chết mình còn phải cảm ơn họ. Họ còn nói những câu rằng là tôi giết anh xong,
Có nghĩa là giết anh xong rồi mà tôi còn phải giúp anh, tôi phải giúp gia đình anh, tôi phải đem vợ anh về để làm vợ tôi. Mà cái thằng gần chết kia nó phải cảm ơn thằng này là anh là người tốt. Thế chưa, mà trong khi thằng này là nó hại cho gia đình này tan nhà mất mạng luôn. Vậy mà nó phải đi thêm một bước nữa là nó phải nói chuyện với cái thằng gần chết này phải cảm ơn nó luôn. Vì con nó kinh chưa, phải là ác hơn con cọp không, con hổ không? Con cọp con hổ nó chỉ giặt người ta ăn thịt là xong một người. Nhưng mà con người mà ác rồi là nó kinh lắm. À, đó, đây gọi là thủ đoạn ác. Ý tưởng con người kinh lắm. Nên con người có thể làm Phật được, và con người có thể làm một kẻ tàn ác được. Ghê không? Nếu mà không làm Phật được thì sẽ là kẻ tàn ác được. Tại vì cái đầu óc con người nó đi đến cái mức mà gọi là chúng ta vượt không gian thời gian được. Cái trí tuệ con người nó vượt không gian thời gian, đột phá không gian thời gian được. Vậy thì nếu như con người này mà nó dùng cái trí tuệ nó để đi vào cái việc ác thì nó sẽ cực kỳ ác luôn. Ghê lắm. Nên tất cả các cháu còn nhỏ, các con nhớ, cái nền giáo dục con người để hướng thiện hay dữ lắm. Bây giờ các con có học nhiều cỡ nào nhiều, nhưng mà nếu các con không được tiếp nhận cái nền giáo dục làm người, vì tất cả những cái học vị của các con thua, ác rồi, không có thiện đâu, ác đó. Tại vì mình chỉ biết kiếm tiền mà mình bất chấp thủ đoạn luôn thì ác chứ gì. Ác. Nên thí dụ như bây giờ mình được tiếp nhận giáo dục, mình có học vị nữa thì nó hay quá. Mỗi một cương vị của mình đều thiện hết. Nên cái nền giáo dục trong nhà Phật là giáo dục trí thiện, đặc biệt lắm. Nên là tất cả các cháu nhỏ mà được đi đến đây là cái duyên các con đặc biệt lắm đó. Mà những đứa thấy rằng là mỗi tuần thứ bảy mà cha mẹ nên cho các cháu đến đây. Quý vị ơi, bây giờ nó đi học quá nhiều quá, con em mình nó bị nặng nề, nó bị chết nặng quá. Bây giờ nó vô đây một cái hoàn cảnh mà ví dụ như 5 giờ mấy, 6 giờ các cháu vô đây nó chạy tung tăng nó chơi. Những đứa chấp nhận cái điều này, nó vui vẻ, nó ăn cơm chay, nó được cái nhân duyên được đi đến chùa sớm, gieo cái nhân thiện, về sau nó thiện. Cái việc này người làm cha làm mẹ nên tạo điều kiện cho con mình nó được đến ngôi Tam Bảo, mà nhất là những điểm chùa này nè, rộng rãi có một hoàn cảnh cho các cháu được vui chơi, một cái sân chơi lành mạnh nghe. Còn bây giờ quý vị coi, nếu mà con mình mỗi ngày nó cứ vùi đầu vào cái việc mà chiếc điện thoại thì thua rồi. Mà nó mà dính vô chiếc điện thoại sao, nếu bị nói nó không nghe đó. Nếu mà con người mà nó ghiền chiếc điện thoại đến mức cực điểm, gọi là điện thoại còn hơn là ông cố nội mình nữa, chứ đừng nói cha mẹ mình. Đụng nó chiếc điện thoại là quý vị có chuyện với nó liền á. Trong khi mình bỏ tiền cho đi học rồi mình nuôi khôn lớn, vậy mà đụng cái chiếc điện thoại là không được chứ đó. Thì cản ngăn không cho chơi điện thoại, không cho cầm điện thoại là có chuyện liền. Là nó nghinh bặt với quý vị liền. Quý vị nói, ủa, tao sanh mày, tao nuôi mày khôn lớn hay là chiếc điện thoại? Nó trả lời lại một câu, tuy cha mẹ nuôi con khôn lớn, cho con đi học, nhưng cha mẹ không cho con niềm vui bằng chiếc điện thoại. Quý vị coi, nó đi vào cái mức tiêu cực như vậy đó. Kinh chưa? Mà cái góc độ của mình chỉ là góc độ nhìn hiện tại. Mình không nhìn được là mình có được chiếc điện thoại này từ đâu ra. Từ đâu ra chiếc điện thoại này mà mình quên ơn mọi nghĩa. Mình lại xem chiếc điện thoại còn hơn là cha mẹ. Thua rồi. Đó, bản thân mình đi học cha mẹ cũng trả tiền học. Rồi chiếc điện thoại cha mẹ mua cho. Vì mà mình lại xem chiếc điện thoại còn hơn cha mẹ. Vì con người mình bỏ gốc chạy theo ngọn rồi đúng không? Suy nghĩ kỹ đi. Sao tồn tại đây? Không thể nào tồn tại được. Thật sự mà nói, con người ta nghe người ta chưa làm được liền, nhưng mà cái sự nhắc nhở nó lọt vào A Lại Gia Thức cho người ta. Rồi nhờ cái hạt giống đó nó giúp cho người ta cảnh tỉnh họ. Các con nhớ nè, các con ơi, cha mẹ của mình tuy còn trẻ vậy đó các con, nhưng mà sống trong cuộc đời này cha mẹ mình vô thường lắm các con à. Mới có một bạn nhỏ kìa, bà dẫn vô kìa, gặp những đức nói chuyện. Bà nói rằng, thầy ơi thầy, mẹ nó bệnh chết queo rồi thầy. Bây giờ nó còn nhỏ gì mà nó không có mẹ nó, tội nghiệp nó quá. Bé nhỏ khóc hút hít hút hít, thấy không? Bây giờ mình còn mẹ còn cha, có khi mình lại không biết trân quý. Mình nghĩ cha mẹ mình còn khỏe, nhưng mà cơn vô thường đến bất tử, cha mẹ chết đi rồi mình còn... Lúc đó mình hối hận, mình ao ước gì
mà cha mẹ mình còn sống. Thấy chứ, ao ước không à. Mà lúc mà cha mẹ còn sống thì mình làm cho cha mẹ buồn, làm cho cha mẹ buồn. Cái tấm lòng người làm cha làm mẹ thì muốn con vui không à. Nhưng mà cái sự muốn cho con vui mà mình lại không có một cái tư tưởng để cho con tiếp nhận được cái nền giáo dục để con mình thành đạt thì mình không có cách dạy, thì thua. Nếu như chúng ta là một con người mà chúng ta có góc độ, chúng ta nhìn con heo. Chúng ta thấy con heo nó được nuôi, nó nuôi nó rồi nó lớn rồi cái đầu người ta kêu lái lợn, buộc dây căng. Rồi đầu con heo nó la ét. Nó la nó nói thì sao? Ông bà chủ ơi, sao mà ông bà sao bắt tôi chối tôi đem đi đâu vậy? Ét. Ông bà chủ ơi, sao mà chối tôi mỗi ngày cho tôi ăn mà cho tôi ngủ mà sao mà tự nhiên chối tôi lại rồi tự nhiên sao để đem tôi đi đâu vậy? Thì ông bà chủ nắm lỗ tai lên, tao nói rõ cho mày nghe. Tao cho mày ăn là tao tốn tiền bạc tao lo cho mày. Mày ăn xong mày ngủ. Bây giờ đến lúc mày phải trả thịt lại cho tao. Thấy chưa? Chúng ta hơn con lợn. Chúng ta không thể nào là kẻ vô dụng được. Nếu như người ta chỉ có cho mình ăn không, mà người ta không đòi hỏi một cái gì về mình, như vậy thì nuôi một con người này không khác nào chúng ta nói thật sự thua nuôi một con lợn. Vì con lợn cuối cùng còn trả thịt cho mình. Còn nuôi một con người này vô dụng, không trả thịt được, vậy thì nuôi con người này để làm gì? Thí dụ như giờ một đứa con gái từ khi còn nhỏ không được siêng năng, không có tư tưởng. Các con lớn lên người ta cho các con một món quà là các con phải trả lại cho người ta cái gì? Rồi từ từ người ta cho các con một chiếc xe, các con phải trả lại cái gì? Từ nơi đó mà thiếu bản lãnh, cuối cùng chúng ta đi làm cái gì? Tại sao xã hội lại có những con người đi làm những cái việc như vậy để kiếm tiền? Là vì chúng ta thiếu bản lãnh. Nếu mà nói rõ ra, con heo nó không trả được điều đó nên nó trả thịt. Còn chúng ta phải trả sự an vui cho người khác để mà mình có được vật chất, để trở thành một con người gì? Thì trở thành một con người, nếu nói về xã hội, đây là dạng tệ nhất của xã hội. Đúng không? Tệ của xã hội. Từ nơi đó mà mình cần nghe được giáo dục để con em của mình nó có một tư tưởng. Và người làm cha làm mẹ nên gây dựng cho con, đưa cho con xài đồng tiền này, chỉ cho con một cái giá trị cho con hiểu. Mà cái chỉ cho con hiểu dễ nhất đó là gì? Dịp hè. Bây giờ cha đưa lên cho con một tư tưởng. Ngày hôm nay con gom tất cả đồ trong chùa này. Ý, trong nhà quên, nó lộn. Nó đi trong chùa. Gom đồ trong nhà, nhà mình nó lộn, gom đồ trong chùa. Nhà mình có mấy cái lon mà tối cha mới uống nước ngọt, mới uống mấy lon bia. Rồi bọc mũ xung quanh nhà mình. Con lị lụm đi, con gom lụm hết. Rồi cha mẹ kêu cái người ta mua nhôm thao đồ mũ lợn. Rồi con lụm cả ngày nay, rồi con đi lợn nhà lăn cặn con đi lụm thêm. Ngày nay dịp hè mà đi lụm giùm cho cha mẹ. Rồi chiều đem về, rồi cha kêu cái người mua đồ lợn căng mua bán được bao nhiêu tiền. Để cho đứa con mình nó biết được rằng là cái công của một ngày hôm nay như vậy mà kiếm được chút tiền này. Rồi mình lúc đó mình mới nói rằng như vậy thì một năm con đi học như vậy và cha mẹ đưa tiền cho con đi học như vậy, con có biết là đồng tiền này cha mẹ đã bỏ bao nhiêu giọt mồ hôi chưa? Có nghĩa là nếu như bây giờ mình chỉ đưa đồng tiền mà mình nói thôi thì con mình nó nói là cho một chút cái nói này nói kia. Nhưng mà bây giờ mình muốn rèn nó thì mình phải cho nó làm. Mình phải cho nó làm. Giống như có một ông chủ này, ông rất là giàu, ông có hai đứa con. Ông rất giàu luôn. Nếu nói thì cái nước Việt Nam mình là ổng hơi bị giàu dữ dằn luôn á nghe. Ổng có hai đứa con. Nhưng mà mỗi năm mùa hè là ổng bắt con ổng phải đi ghinh đá, đi giác đá. Rồi một ngày ổng trả tiền lương cho nó. Mỗi ngày ổng trả tiền lương cho nó.
Và ông nói với con ông nói rằng sau này cha sẽ giao sự nghiệp cho con, nhưng trước nhất bây giờ con phải làm việc này cho cha, rồi con mới làm chủ được, con mới có tư tưởng làm chủ được. Còn nếu như bây giờ sau này cha đem sự nghiệp đưa cho con, vậy thì con không thể nào con làm chủ được, vì con không biết được cái giá trị của đồng tiền, và không biết được cái công cán người ta cực khổ kiếm được tiền như thế nào, thì làm sao con thương người ta. Mà con không thương người ta thì làm sao con làm chủ. Này quan trọng vô cùng, phải không? Đó. Không thương người ta làm sao làm chủ. Quý vị nhớ nghe, chúng ta làm chủ mà chúng ta thành công được toàn là nhờ người ta phụ trợ mình. Biết rằng là mình mướn người ta là mình cho người ta làm, mình trả tiền cho người ta, nhưng mà mình cảm ơn người ta đã làm việc cho mình. Từ một cái tâm mình đối đáp với người ta như vậy, người ta sẽ đáp lại tình mình bằng cách nhiệt tình hết mình. Còn nếu như mình cho mình là người chủ, mình đưa tiền cho người ta bằng một cách khinh rẻ người ta, thì cái sự phá hoại của người ta sẽ làm sự nghiệp mình bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đó là vì mình không được tiếp nhận giáo dục. Có những người ta học thức, học vị cao, nhưng người ta lại có một tư tưởng rất tiêu cực. Đối với một con người, người ta rất xem thường. Đối với một người có địa vị học thức như người ta rất trọng. Nhưng đối với một con người nghèo nàn què quặt, người ta rất coi thường, cũng như là nùi rẻ gách vậy đó. Tệ quá, thất bại quá. Có những cái sở học nó nằm ở trong cái con người nghèo nàn đó đó. Có những cái sở học nó nằm ở trong cái con người nghèo, con người què đó đó. Hãy nhớ, thí dụ như giờ sau này các con lớn lên, các con được đi du học ở nước ngoài, các con đừng bao giờ đi tìm những cái đỉnh cao quá các con học, khoan đi. Các con hãy đi tìm hiểu tất cả những người đi du học ở nước ngoài. Mỗi người đều có một hoàn cảnh. Tuy họ đi du học nhưng có những người nhà giàu, nhưng có những người phải đi làm thêm nữa. Đi ra nước ngoài đi học nhưng phải đi làm thêm. Đó không? Các bạn mỗi người đều có một cái hoàn cảnh, mỗi người đều có một tư tưởng để mình học tập từng người, từng chút, từng chút. Như vậy thì cái góc độ học tập mình cực kỳ đặc biệt luôn. Con người hơn con người chỉ có cái là có góc độ học tập hay không. Đừng bao giờ chỉ biết nhìn đỉnh cao mà quên nhìn cái thấp. Có những cái thấp mà cho mình một cái điều rất hay vì họ chưa có cơ hội làm. Có những con người họ có tư tưởng rất là hay nhưng do họ không có cơ hội được làm. Nhưng mà mình là người gần gũi, họ lại đem tư tưởng đó đưa cho mình để mình làm giùm họ. Mà một con người thường đón nhận những cái điều người ta chia sẻ là mình sẽ thường được gặt hái những cái rất là hay trong cuộc đời này. Nếu như mình không được người ta chia sẻ là do con người mình không gần gũi với người ta. Mình cho mình là một đỉnh cao, một người kiêu ngạo, ai cho mình? Mình là một người kiêu ngạo thì ai cho mình? Nên tất cả các con nhớ nghe, trong đây bé nào mà học giỏi mà kiêu ngạo là đời các con không có tương lai đâu. Học giỏi mà kiêu ngạo là không có tương lai. Học mà toàn là năm nào cũng là đứng nhất trường không, nhưng mà cuối cùng đi giác bao. Việc tâm gì? Kiêu ngạo. Vô trong trường học làm được lớp trưởng mà lại hành hạ ăn hiếp người ta, thì tương lai làm sao các con làm chủ? Lớp trưởng là cơ hội của làm chủ sau này. Như vậy thì ông chủ phải làm sao mới là tốt chắc làm chủ? Bao dung, thương yêu, tha thứ và nghiêm khắc. Không có bỏ chữ nghiêm khắc vào thì đố mà làm chủ được. Chỉ thương yêu bao dung mà không nghiêm khắc thì là con người yếu đuối. Hiểu chưa? Nên có cái nghiêm khắc vào thì trở thành con người mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà bao dung, thương yêu mà giúp đỡ, mà nghiêm khắc. Vậy thì tức khắc đây gọi là tố chất làm chủ. Chắc chắn luôn. Tố chất lãnh đạo, tố chất làm chủ là những tố chất đó đó. Nên bây giờ các con làm lớp trưởng, các con nghiêm khắc rõ ràng quy tắc, nhưng các con lại thương yêu, giúp đỡ. Ví dụ như bây giờ trước nhất mình làm lớp trưởng đi, các con có cơ hội trong lớp mình 50 bạn có những bạn nghèo. Tại sao chúng ta không có một cái tư tưởng rằng bạn này rất là nghèo, mỗi năm đi học khó khăn, muốn mua tập khó khăn. Tại sao các bạn ơi, chúng ta là bạn bè, tại sao chúng ta không mỗi bạn 500 đồng, 1.000 đồng cộng tác lại để giúp cho bạn này, để bạn có những cái điều kiện học tập. Tại sao mình không có một cái tính như vậy? Nếu như các con có tính như vậy thì sau này các con là lãnh đạo chắc chắn luôn. Tại vì cái tính đó là cái tính sau này sẽ được người ta ngưỡng mộ mình. Những bạn đi học mới tiểu học lớp 2, lớp 3 hoặc là lớp 7, lớp 8, nhưng mà cái tố chất mình như vậy nó đặt sâu vào tâm khảm của các bạn đó. Sau này khi mà mình có một cái việc gì là những người đó là những người đến để giúp đỡ mình. Nên người thành công là người phải gầy dựng từ ban đầu. Có những người
quý mến mình để đi đến với mình. Bây giờ các con cứ coi như chùa chúng ta hơn 1.000 người, một mình những đức sao làm được các con? Bao nhiêu con người người ta đến với những đức mà những đức phải thương yêu, lo lắng giúp đỡ nhưng nghiêm khắc. Những đức mà hét một phát một cái là rồi, cứ như là tè cho quần luôn. Đừng nói chuyện dưỡng chơ, hiểu không? Bây giờ mình nói thí dụ như mình là một người đàn ông trong nhà thôi, mà vợ mình nó nói chuyện tâm tết trước mặt mình, trước mặt cha mẹ, trước mặt anh em mình, mà con người phụ nữ này của mình mà tâm tết trước mặt mình nói thôi được rồi, đừng có nói nữa đi, nó nói gì tôi nói mà ông kêu tôi đừng có nói vậy, làm sao mình lãnh đạo? Mình lãnh đạo một người phụ nữ còn chưa được mà đã lãnh đạo cái gì? Mình vừa nói lên cái là tâm tết trước mặt mình, thì nghĩa người phụ nữ đó không có khôn. Người phụ nữ đó là không có khôn. Người phụ nữ mà không biết giữ thể diện cho chồng là người phụ nữ không có khôn. Dù biết rằng thằng chồng mình nó rất khờ, nhưng mà mình phan hả tiếng trong cái lúc này, hiểu không? Đó. Từ nơi đó mà người mình biết mình, cái thế của mình là nó vậy đó. Mình chở về nhà đi, mình muốn xách đầu mổ họng gì đó mình tính. Vô phòng mình đóng cửa, mình dạy nhau quyết định sao, phải không? Rồi trước mặt gia đình, cha mẹ, anh em, mình giữ cái thể diện cho chồng. Nếu mà trước mặt cha mẹ bên chồng mà mình hiếp đáp chồng mình, thì người ta sẽ cảm thấy con trai người ta bị như vậy, người ta không vừa bụng mình. Anh chị em nó đồn ra thì chính bản thân mình sẽ chịu thiệt thòi rất là lớn, hiểu không? Mình rất là khéo để cho gia đình người ta nói chuyện nhau đi, mình không có xía vô được, thôi mình qua bên hướng khác, chú ý quan sát, rồi xong gì hết trơn mình mới đem thằng chồng này vô phòng, mình cạo đầu cạo cổ lột da gì đó, lúc đó mình xử sao? Dạy lại chồng mình hiền quá phải cần mình dạy. Mình là người phụ nữ như vậy thì mình rất là thông minh, vì sao? Gì mình rèn luyện được chồng mình xỏ mũi chồng, nhưng mà không trước mặt người khác, tại vì chồng nó hiền quá. Nếu mà để cho chồng mà đứng chủ trong nhà thì không thành công, mình đứng chủ. Nhưng mà lúc có người là mình luôn luôn đưa chồng ra phía trước để làm cho chồng nở mặt nở mày. Người phụ nữ như vậy là người phụ nữ cực kỳ thông minh. Nhớ nghe. Nó cái này mà không học nữa thôi, học cái gì không biết. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng là các bé nhỏ để ý một chút đi các con, sau này có đắc dụng võ. Bây giờ các con cứ coi những đức học lớp 3 thôi mà tại sao những đức gặp bao nhiêu con người, giải quyết bao nhiêu vấn đề. Hồi nãy qua đây trễ là những đức có công việc á, từ cấp mà 4 giờ mấy tới bây giờ, xong rồi chạy qua đây sẹt qua đây. Nãy là 7 giờ bên kia mà những đức qua đây mới có 7 giờ 5 hay gì đó, mà bận cái áo chứ đi qua đây luôn. Thì các con biết những đức chạy lúp xúp cỡ nào chưa? Thường như Đức không có qua trễ, nhưng hôm nay như Đức qua trễ một chút, thấy không? Lúp xúp chạy qua. Vậy các con coi những Đức có ôn bài gì không? Ôn bài gì? Ôn cái gì đâu, sách vở như Đức còn chưa kịp cầm theo. Thì ôn cái gì bây giờ? Thì qua các con nghe rõ ràng nó có lợi ích mà, thấy không? Đó, nên những Đức nói cái nền giáo dục cực kỳ quan trọng. Phải nói rằng là con người cần phải được tiếp nhận nền giáo dục nhân sinh. Không thể nào mà bỏ nền giáo dục này được. Bạn có học vị cỡ nào thì cái nền giáo dục nhân cách làm người bạn phải học, không có bỏ được. Bây giờ bạn có bằng thạc sĩ tiến sĩ nhưng bạn không có một nền giáo dục nhân cách làm người thì những cái bằng đó bạn chỉ đi kiếm tiền chơi thôi. Cuộc đời bạn có niềm vui không? Bạn không có niềm vui. Cuối cùng cuộc đời bạn là như thế nào? Là kẻ cô đơn. Là kẻ cô đơn chứ làm sao? Nên con cái mà mình cho con mình nghe giáo dục đây là đúng là một cái món tài sản lớn nhất để lại cho con. Quan trọng lắm á. Rất là quan trọng. Nên những đứa gặp các cháu là có nhiều cháu nhỏ nhỏ thôi mà những đứa ưa ngồi chơi, những đứa ưa hỏi cháu lắm. Giống như hồi nãy những đứa gặp cái bé đó, những đứa hỏi: "Con ở nhà con có ghiền điện thoại không?" Nó: "Dạ ghiền lắm thầy ô." Thấy chưa? Nó có ghiền điện thoại lắm.
À, rồi thứ bảy con có thích đến đây không? Thích lắm. Nhưng ngày mai con ở nhà, rồi con rảnh con làm gì? Bấm điện thoại đó thầy. Rồi những đứa hỏi gì sao mà con ghi điện thoại vậy? Mẹ con cho chơi. Con chạy lăng xăng chơi, mẹ con đưa cái điện thoại, mẹ con kêu bấm điện thoại đi, đừng có chạy vòng vòng, để cho mẹ làm việc. Nó mà mẹ con tập cho con chơi điện thoại đó thầy. Rồi xong bây giờ con ghi điện thoại, mẹ con kêu nghỉ chơi, con đâu có chịu. Nói quý vị thấy chưa? Đó thấy chưa? Ở đâu ra ghiền điện thoại? Nó có tiền mua đâu mà tại sao nó ghiền điện thoại? Từ ban đầu mua điện thoại cho người ta mà không có quy tắc, mà sau này nó ghiền rồi là quy tắc. Bây giờ từ hôm nay bị nghe tập lại đi. Bây giờ không có điện thoại thì không có được trong cái thời cuộc này, nhưng mà phải quy tắc thời gian cầm điện thoại. Giờ nào không cầm là khi mua điện thoại là phải có cái tư tưởng này từ ban đầu, để sau này đừng có đấu thừa nhau, nghe chưa? Những đức nói tất cả con nít mà ghiền điện thoại, con nít sẽ không bao giờ thông minh. Con nít ghiền điện thoại, con nít sẽ không bao giờ thông minh, chắc chắn luôn. Tại vì sao? Đứa này nó đâu có quan sát xung quanh đâu mà thông minh. Con người người ta đó, cái năng lực của con người là cái giác quan người ta cực kỳ nhạy luôn, là vì người ta quan sát được. Như những đức ngồi nói chuyện với mấy ngàn con người, những đức nhìn xuống một phát, những đức biết buổi nay những đức phải nói cái gì. Là cái sức quan sát của những đức nhạy bén cực kỳ cao là do những đức không có xài điện thoại. Không xài điện thoại. Nếu như những đức mỗi ngày là chú tâm vào chiếc điện thoại thì cái giác quan những đức nó chỉ nhìn vào chiếc điện thoại, nó bị bao gồm lại, nằm trong chiếc điện thoại, chứ nó không có bao gồm rộng ra bên ngoài được. Nhìn ra làm sao những đức thương người đây? Nên những đức không xài điện thoại, nên những đức mới đi thương người ta. Nó nên là thứ bảy nào cũng có mấy cái tên sinh nhật trong đây nè. Bên này coi 2, 4, 5 đọc tên nè. Trần Thiện Minh Nguyên 6 tuổi, Trần Minh Hằng 50 tuổi, Hoàng Bảo Ngăn 11 tuổi, Quỳnh Đặng An Mẫn 7 tuổi, Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc 5 tuổi. Lên đây. Nghe không? Đó là nói sơ qua chút xíu xíu vậy ta. Con heo này tôi mới tặng mà. Phải không? Phải không con? Heo khác hả? À. Này lên chùa cũng lâu lắm rồi nè. Nha. Đó. Vậy chứ mà đi đến chùa với người ta quen lắm đó nha. Đây là gọi là Phật tử lâu năm. Dễ thương rồi đó, giỡn đâu. À, con mấy tuổi rồi? Dạ 5 tuổi. Tặng con món quà đây. Đây. À, cô. Đây nè bé. Rồi bé nhỏ xíu xíu dễ thương kìa. Này con. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay lên niệm 10 câu Phật hiệu. Mỗi một câu Phật hiệu mình á, dù là ngày nay không phải sinh nhật mình, nhưng chúng ta đều gỡ câu Phật hiệu này đến để cầu an cho cha mẹ của mình còn sống. Hoặc là nếu cha mẹ ai mất, chúng ta niệm câu Phật hiệu này của toàn thể đại chúng để mà mình cầu siêu cho cha mẹ mình đã mất nghe. A Di Đà Phật. 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 Các con về chỗ ngồi. Chùa mình đặc biệt là mỗi tuần thứ bảy có lớp đạo làm con này xong có lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh lớn dữ lắm nghe, không có giỡn đâu. Tất cả các cháu mà có nhiều cháu đi đến đây có khi nó bất hiếu với mình đó. Nhưng mà nhờ cái công đức phóng sanh này mà nó chuyển cái nghiệp nó hiếu với mình lại. Có những đứa con mình ngỗ nghịch mà nói nó không nghe luôn. Nhưng mà nhờ cái công đức phóng sanh này nó chuyển hóa con mình. Mình dạy từ từ nghe. Hãy có thời gian để mà giúp cho các cháu nó chuyển cái nghiệp từ từ. Nên về đây nó lợi ích rất là lớn nha. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng nè.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các con nhớ là mình đi đến đây mình được làm lễ phóng sanh. Mình về nhà dù con ruồi, con muỗi, con kiến mình không có được giết, nghe chưa? Tại vì mình muốn sống, nó cũng muốn sống. Mình giết nó là mình sát sanh, là mình bị bệnh đó. Rồi tuổi thọ mình ngắn ngủi lại đó, nghe không? Nên từ nơi đó các con mà không có giết con ruồi, con muỗi, con kiến mình không có tùy tiện giết được đâu. Vì mình có cái tâm địa thiện nên các con phải tập gì đấy. Thì cái phước của con rất là lớn. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong rồi chúng ta thả tất cả những con chim này nè. Ở trước nhất thôi, chúng ta đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là hòa thượng, và cầu an cho gia đình của các con luôn luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ, an lạc, hạnh phúc. Rồi chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, mà điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay tất cả những con chim này đủ duyên được ở trong ngôi Tam Bảo, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi được thả ra nên ở trong chùa, nghe danh hiệu Phật, khi bỏ thân đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. Di Đà Phật.